Ngày 31 tháng 7, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đi thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người dân, lực lượng trực chốt trong khu phong tỏa, khu bảo vệ vùng xanh ở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại khu phố 1, phường 15 và khu phố 6, phường 13, quận Tân Bình, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ân cần thăm hỏi đời sống, trao tặng phần quà cho bà con trong khu phố. Sau đó, đồng chí trao tặng vật tư y tế như khẩu trang, thuốc sát khuẩn, găng tay cho lực lượng tại các chốt bảo vệ vùng xanh, vùng không có dịch. Đặc biệt với cách làm tiên phong kiểm soát chặt người ra vào khu phố, thiết lập chốt bảo vệ vùng xanh với sự tham gia tự quản của người dân, đồng chí Nguyễn Hồ Hải mong muốn các địa phương khác học tập và triển khai. Ông Nguyễn Văn Phú, trưởng khu phố 1 cho biết, khu phố có 9 tổ với 1.024 hộ dân, tương ứng với 2.850 nhân khẩu. Là người ở trọ đi làm thuê, buôn bán tự do, khu phố đã thiết lập các chốt tự quản, bảo vệ vùng xanh, người dân trong khu phố chia nhau trực tại các chốt mỗi ngày, kiểm soát người lạ. Ngoài ra, khu phố thành lập các tổ COVID-19 cộng đồng, tổ chức phát loa, tạo các nhóm Zalo để tuyên truyền thực hiện 5K, bố trí lực lượng thay phiên nhau đi chợ thay, chuyển nhu yếu phẩm đến từng nhà. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 15 Nguyễn Tài Luật cho biết, nhờ làm tốt công tác bảo vệ vùng xanh ngay từ đầu, nên trong đợt dịch lần thứ tư này, khu phố 1 không có ca mắc COVID-19.